Người nhá, hôm nay mình lên video để mày ăn ra tiếp tục lên video này. Video hôm nay thì mình sẽ không giới thiệu sản phẩm mà mình sẽ nói một cái vấn đề nó rất là buồn. Là hiện tại bây giờ thì ngày hôm nay mình có nhận được một cái cuộc điện thoại của một khách, của một cái chú này chắc cũng là bác gì đó, cũng phải lớn tuổi lắm rồi. Thì nó mới chớm lạnh thôi, thì chú cũng mua cái con máy sưởi gốm cách đây khoảng mấy hôm gì đó. Thì nó rất là buồn là mình thường mình không lên video mình chê trách hay là mình nói bên nào cả, nhưng mà thì theo mình bán hàng ấy, tốt nhất là các bác bán hàng, nhất là cái gì nó phục vụ cho cái sức khỏe con người ấy, thì được, nói chung là những người bán hàng thì tốt nhất là nên trung thực một chút. Đấy là cái quan điểm cá nhân của mình. Đấy thì cái câu chuyện ở đây ngày hôm nay ấy, mình nhận được ấy, thì chú này là chú là người Quảng Ninh, thì cũng gần biển ấy, thì cái không khí mùa đông ở gần biển nó khá là lạnh, đấy. Thế nên là thì hôm qua là chú cũng có gọi điện là chú bảo là mua con máy, thì hôm qua là bắt đầu lạnh thì bắt đầu chạy thử, thì dẫn đến một cái trường hợp là cái phòng của chú nó rơi vào tầm 30m2 và dùng con máy sưởi gốm như các bác đang nhìn thấy đây, đúng không ạ? Thế thì câu chuyện buồn ở đây chính là cái người bán hàng họ thực ra là những không biết, mình không biết là bên nào bán, nhưng mà bán cho chú thì là chú gọi điện cho mình, cho bên mình và gọi hỏi là thế cháu ơi, thì thực tế là cái con máy này nó dùng được bao nhiêu mét vuông. Thì thực ra là chú cũng là người mua hàng và chú cũng không đọc qua các cái, thường thường là các bên sẽ đăng con này từ khoảng 20 mét vuông đổ lại, đúng không ạ? Đấy 15-20 mét vuông. Thế nhưng mà chú thì không có nghĩa là không đọc, chắc là tin tưởng những người bán thôi. Thì cũng mua con máy này về và chú để ở cái phòng 30 mét vuông phòng khách của chú ấy, thì nó, chú bảo là nó đến những ngày hôm qua nó bây giờ gọi là rất bình thường thôi, chưa phải là rất lắm, mà nó cũng không đạt được nhiều cái mong muốn về độ, về nhiệt độ lắm, nghĩa là không ấm lắm. Thì cái này được cái một cái mà mình phải nói là bản thân mình ấy, mình rất như điện máy ra ra mình và bản thân mình bán hàng ấy, mình rất kỵ cái vấn đề gọi là nói quá lên cái thông số, thậm chí mình còn giảm cái kỳ vọng của những cái hiệu quả của những con máy xuống để giúp cho cái người tiêu dùng họ không quá, nghĩa là nó có hiệu, nó có giá trị, nó có hiệu quả, nhưng không phải là cái gì đấy nó quá gọi là hoàn hảo. Cái gì thế thôi, nó không thể hoàn hảo 100%. Đối với mình bán hàng là mình như thế, quan điểm bán hàng của mình rất rõ ràng, nó không thể tuyệt đối được, nên là mọi thứ. Thế thì chú ấy là với chú ấy gọi, gọi cho mình hỏi là thế bây giờ thì thực tế con máy này được qua 30 mét vuông, cháu thì mình nói là chú ạ, 20 mét vuông là lý thuyết, 15 mét vuông là tổ lại là tốt nhất, còn 20 mét vuông thì cũng được nhưng mà nó sẽ hơi cố. Còn nếu như những con máy này, nếu như bên cháu bán mà bỏ khoảng 25 mét vuông hoặc 30 mét vuông là cháu bảo là không hiệu quả lắm, hoặc là nó chỉ giảm một phần, nó chỉ làm được một phần, ví dụ như là chú chỉ kỳ vọng, ví dụ như là 30 mét vuông thì nó chỉ được kỳ vọng được khoảng 60-70% như kỳ vọng so với phòng 15 mét vuông, đúng không ạ? Đấy thì cái những cái mình nói hoặc là những người như thế thì mình sẽ khuyên họ sẽ mua những sản phẩm sưởi khác hoặc là dùng điều hòa hai chiều đấy. Chứ còn những cái sản phẩm sưởi gốm như kiểu con sưởi Nhật này nhá, thì nó chỉ được khoảng 20 mét vuông, 15 mét vuông lại là đẹp, phòng ngủ là đẹp. Chứ còn phòng rộng quá hoặc phòng khách hoặc là không gian quá mở thì theo mình nó không có giá trị nhiều lắm. Đấy thì mình nói thẳng luôn như thế cho khách khi mà người mua hàng. Thế thì ở cái video này ấy, video này ấy, thì mình lên mình đưa ra một cái lời khuyên cho mọi người khi mà mua hàng ấy, thì mình đã từng đưa ra cái lời khuyên như mọi người đã mua ở những cái như kiểu cái điều hòa một cục cửa sổ của Nhật ấy, mình đã có một cái video đưa lời khuyên. Và cái video đó rất nhiều người ủng hộ và mình tiếp tục lên video để đưa ra lời khuyên cho con máy sưởi gốm này nữa. Tại vì những cái con máy này nó phục vụ cho con người, tất nhất là những phục vụ những đối tượng là trẻ nhỏ và người già, những người có bệnh hoặc là những người mà có điều kiện cần sưởi ấm để làm ấm không gian, thì nó liên quan đến sức khỏe của họ. Thế nên là với như mình bán thì nói thật với các bác luôn là mình bán thì mình phải nói rất là rõ với khách. Ví dụ như 25 mét vuông mình nói là nó không hiệu quả lắm, 30 mét vuông thì mình không dám bán luôn. Đấy, không dám bán cho cái không gian luôn. Kể cả những khách hỏi mình nhá, nghĩa là mua hàng bên mình ấy, mà mình hỏi là bao nhiêu mét vuông mà nói 30 mét vuông phát là mình gạt luôn, là mình không bán. Tất cả mình sẽ nói luôn như thế luôn cho nhanh. Thứ nhất là gì, bán hàng thì ai muốn bán, nhưng mà với mình ấy, thì không đặt cái lợi nhuận lên để rồi bán cho cái những người họ dùng mà nó không ok cho người dùng. Thì đấy là cái điều mình không bao giờ hướng tới. Cái điều lợi nhuận nó là một phần, những cái giá trị mà mình tạo ra và giúp cho người dùng có một sản phẩm dùng nó ưng ý ấy. Cái điều đấy là cái mà mình rất là muốn hướng đến. Đấy nhá. Thì ok, thì bây giờ các bác khi các bác mua máy sưởi gốm thì các bác nên đọc qua cái thông số ở trên một số trang web.
của Nhật này nhá, mình không nói hàng khác, mình nói hàng Nhật thì thôi. Còn là cách tất cả con máy thì các bác nên đọc cái thông số và các bác trừ đi sai số, ví dụ như là 20-30% các cái mà lý thuyết đang viết và đưa lên thông số trên mạng, đúng không ạ? Đó, sau đó thì mình gọi lại cho bên bán hàng nhờ họ tư vấn lại, một cứ nói thẳng luôn là mà thật lòng mà tư vấn, đúng không ạ? Ok rồi, thì cảm ơn mọi người và hy vọng là với cái video này thì giúp cho những ai bây giờ vẫn là đầu mùa đông thôi, những ai mà vào mùa đông, chuẩn bị vào mùa đông, thì khi các bác mua con máy, ví dụ con máy sưởi gốm này, thì các bác nên hỏi kỹ nhé. Tại vì tất cả có những shop, có những nơi họ đưa thông số mình cũng không đồng ý lắm, nhưng đây là cái việc bán hàng của họ, mình không quan tâm, mình không bận tâm, mình cũng không thể can thiệp được cái vấn đề là của họ. Bên mình thì mình nói rất rõ và tư vấn của mình, khách không hỏi diện tích là dùng bao nhiêu, mình vẫn sẽ gọi lại để tư vấn cho, để hỏi lại diện tích xem nó có phù hợp hay không mình mới bán hàng. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem cái video này, và cái video này mình chia sẻ rất là thực tế, và hy vọng là cái chia sẻ này sẽ giúp cho mọi người mua được cái sản phẩm, và nó sẽ giúp cho mọi người sưởi ấm được cái mùa đông năm nay. Ok, rồi cảm ơn mọi người đã xem video.